Xin chào tất cả các bạn. Như các bạn đã biết thì Phú Quốc là hòn đảo lớn nhất ở Việt Nam với diện tích xấp xỉ với cả quốc đảo Singapore. Và hôm nay rất là vui khi mà mình sẽ chính thức được đi du lịch ở Phú Quốc. Và người bạn đồng hành cùng với cả mình trong chuyến đi lần này là chiếc điện thoại Samsung Galaxy Z8 cũng như là Samsung Galaxy Note 9. Mình sẽ sử dụng hai cái chiếc điện thoại này trong cái chuyến hành trình của mình đi đến Phú Quốc. Nào, bây giờ hãy cùng mình bắt đầu chuyến đi này nhé. Rồi, đây là lần đầu tiên mình trải nghiệm đi Phú Quốc. Đó, mình đi Phú Quốc cùng với cả team X-Watt cũng như là team của Dưa Hấu. Và mình đang sử dụng cái chiếc điện thoại Samsung Galaxy Z8 để ghi lại cái cuộc hành trình này của mình đây. Đó, mình sẽ thử. Đây, mình không dùng chống rung luôn nhá. Mình đi bình thường chứ không dùng chống rung gì cả. Rồi, đây là một nhân vật cũng khá là quen thuộc. Đó, bạn Tùng Chôn. Thì bạn Tùng Chôn thì đi cùng với cả team Dưa Hấu của bọn mình để mà đi quay. Đó, kia là Dưa Hấu, MC Phương Thảo và vợ mình. Đây là con trai của mình đây, nó rất là hào hứng khi mà lần đầu tiên nó được đi du lịch ở Phú Quốc. Con trai. Này, ba hỏi. Con trai, ba hỏi. Này này, lần đầu tiên đi máy bay con thích không con? Con thích không? Thích không? Thế con thích đi máy bay màu gì? Màu đỏ là màu gì? Con này, đây, chết rồi. Đi đâu? Đây, đi máy bay phải đi lối này. Và kia là cửa lên máy bay, đây là cửa của mình là cửa số 17. Đó, thích không con, thích không? Đó, thằng con nhà mình nó đang rất là thích khi mà lần đầu tiên nó được đi máy bay. Đấy, nó không biết là đi Phú Quốc là lần đầu tiên như thế nào đâu, nhưng mà nó chỉ biết là đây là lần đầu tiên nó đi máy bay thôi. Nó rất là thích, rất là hứng khởi. Mẹ ơi, mẹ em cài. Em cài lại đi, em thử một lần nữa. Em không thích tháo, em kéo thật mạnh ra. Em thử một lần nữa. Đây nhá, bây giờ ba sẽ kéo ra xem này. Ba sẽ kéo cái này ra này. Đó, rồi ba kéo này ra xong. Bây giờ em cài lại cho ba xem nào. Em cài dây bảo hiểm vào cho ba xem nào. Em cài dây bảo hiểm trên máy bay nào. Rồi, hello. Rồi, đây là mình đã lên máy bay rồi. Đây là em bé nhà mình đây. Và nó rất là hào hứng khi lần đầu tiên được đi máy bay. Đó. Đây là các cái tờ rơi ở trên máy bay con ạ. Con để đây, con không động vào. Đây là bọn mình đang ngồi trên máy bay đây. Đó, Tùng Chôn đang ngồi nói chuyện với cả Dưa Hấu đây. Đó, tất cả bọn mình thì đều ngồi chung một hàng ghế số 21. Đó, Tùng Chôn. Đấy, hai người nói chuyện như là doanh nhân. Đó. Rách ma Tùng. Rách ma phiên bản Việt. Quá đẹp dài Tùng ạ. Bộ tóc quá đẹp. Bộ tóc quá đẹp. Rách ma phiên bản Việt. Thế còn Gia Bảo. Gia Bảo ơi. Thế con ăn giò con cảm thấy như thế nào? Có thích không? Con ăn đi, con ăn đi. Ô, thôi được. Bác không ăn, con ăn đi. Ở đây là mình quay ở trong cái điều kiện thiếu sáng của chiếc Samsung Galaxy Z8 ở đây. Đây, quay trong điều kiện thiếu sáng. Đó. Ánh sáng là chỉ là ánh sáng điện thôi. Đây, còn ví dụ mình mở cái cửa máy bay này ra này. Đấy, nó chói như này. Đấy, các bạn thấy không? Mở ra phát là chúng ta chuyển sang điều quay HDR luôn. Đó, nhìn bầu trời xanh thẳm, xanh ngắt luôn. Các bạn thấy không? Đó. Kéo xuống. Bây giờ thì mình vừa mới đặt chân xuống sân bay Phú Quốc. Đó, sân bay nói chung là cũng khá là thoáng. Sân bay cũng nhỏ thôi. Rồi, bây giờ thì bọn mình đang từ sân bay Phú Quốc đi về khách sạn. Đó. Ngay bên ngoài kia đã nhìn thấy rừng núi rất là đẹp rồi. Đây, chiếc Samsung Galaxy Z8 là người bạn đồng hành với bọn mình đây. Đó. Và bây giờ thì mình đang trải nghiệm cái homestay mà bọn mình thuê đây. Đây thực sự là lần đầu tiên ở homestay ở Phú Quốc đây. Đó, đây là cái homestay của vợ chồng mình và con nhỏ đây. Đó, Sweet Dream đây.
Đó, các bạn thấy không? Đó. Ở phía sau này là chúng ta còn có thể thấy là cả hồ bơi nữa này. Đấy, thấy được cả hồ bơi ở phía sau nữa. Bây giờ thì bọn mình đang ra một cái địa điểm rất nổi tiếng ở Phú Quốc, đây là Dinh Cậu. Đó. Ở đây thì trời đang thời tiết gió mưa gió rất là khủng khiếp đây. Các bạn thấy không? Đó, sóng biển đập mạnh luôn. Đó, và phía xa kia thì là Dinh Cậu đây. Và nếu mà chúng ta ngắm vào những lúc mà hoàng hôn hay là bình minh ấy, thì nó rất là đẹp. Đấy, tuy nhiên là bây giờ thì lại đang mưa gió như này, nên là chúng ta nhìn nó sẽ như thế này đây. Đó, gió rất là to luôn. Đây, và mình đang đứng ở trên wow, trơn quá đấy. Tí nữa thì ngã đây. Và mình đang đứng ở trên lầu 2 của một quán cà phê để ngắm xuống. Biển Phú Quốc quá đẹp. Mỗi tội đang hơi gió to một chút xíu. Đúng rồi, mỗi tội đang hơi gió to một chút xíu đấy. Như kiểu bão về ấy. Cái đợt mà em đi cáp treo anh thấy sóng đập vào bờ ấy, ủi quay từ trên cao rồi. Bây giờ thì cả đoàn chúng tôi là đang đi chuẩn bị đi ăn ở một nhà hàng đây, các cái món hải sản đấy. Ở đây thì chúng ta sẽ có ốc này. Đó, ốc này, và đặc biệt nữa là đây là món gỏi cá trích này. Gỏi cá trích là món sống nên là sẽ không dành cho những người nào mà hay bị đau bụng đấy. Tuy nhiên là đây có thể coi là một trong những món hải sản đặc sản của Phú Quốc. Đó, và nhất định là tôi sẽ phải ăn thử một lần để xem nó như thế nào. Đây là tôi đang quay trong điều kiện rất là thiếu sáng đây. Đây là món ốc của chúng ta. Cái nước ốc này rất là thơm này. Còn đây là món gỏi cá trích này. Nó giống như là một cái món nộm ấy. Đó, xong sau đó thì chúng ta sẽ quấn vào trong những cái bánh đa nem như thế này để cho chúng ta có thể ăn. Đấy. Còn nước chấm đây. Đấy, nước chấm đây. Đây là coca. Rồi. Đây là một nồi lẩu trị giá là 200.000 ở Phú Quốc đây các bạn. Đó, chúng ta sẽ có những cái gì nào? Chúng ta sẽ có đây là cá mực này. Đây là cá trích này. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ có tôm này. Đó. Rau muống này và rau cải thảo. Rau muống và rau cải thảo. Đấy là hai cái món rau rất là quen thuộc khi mình đã ăn lẩu rồi. Và như cái nồi lẩu này 200.000 như này là chúng ta có một cái set dành cho 4 người. Đấy, thì mình nghĩ là cũng rất là hợp lý. Trước khi mà chúng ta ăn lẩu như này thì chúng ta nên gọi theo những cái món ăn kèm. Đấy, ví dụ như là chúng ta gọi những cái món như kiểu là gỏi cá trích này, hay là chúng ta gọi một số những cái món hàu hay là ốc các thứ để cho chúng ta có thể ăn trước. Đó. Và nhớ là phải uống kèm theo coca nhé, đặc biệt là khi ăn lẩu chúng ta ăn nhiều mỡ miếng các thứ thì uống kèm theo coca rất là ngon này. Và đây là một cái món cũng khá là hay ở Phú Quốc, đấy là món ốc nhảy nướng mọi. Đây. Chúng ta sẽ có cái con ốc như này. Đó. Cái bên trong này của nó này lúc mà lôi ra rất là nhiều. Mình kêu nào. Nhìn con này này. Trông con này đúng không? Bây giờ mình xem cách ăn như nào nhá. Mình thấy cái này lòi ra đúng không? Đây. Mình kéo hoặc là mình kêu nó ra. À mình kéo mạnh nó ra. Âu. Wow. Nhiều thế này cơ mà. Lần đầu tiên tôi ăn món như thế này. Đã chưa? Nào chấm tiêu. Đấy các bạn thấy không? Chúng tôi đang dùng Galaxy Z8 để quay đây này. Đấy. Tiêu. Cả đoàn là dùng Galaxy Z8 luôn. Cảm giác như nào không? Đã. Đã lắm à? Sệt đã. Săn sật. Rồi. Không đắng à? Fail rồi. Fail vãi. Chưa ăn được. Mọi người thì sướng bị kéo ra đây em vãi. Bây giờ thì bọn mình đang đi lên phía Bắc đảo đây. Rừng đây. Đó, cận đang đi lên phía Bắc đảo. Tốc độ xe đi khá là nhanh và rừng nhìn rất là đẹp. Đang trên đường đến Vinpearl. Đang trên đường đến Vinpearl. À, Safari trước nhỉ? Safari. Hai bên đường đều là rừng hết, rừng cây. Đó. Rất là may cho nhà bọn mình bởi vì là trời đang sáng, quang, không còn mưa nữa. Hy vọng là chuyến đi này nó sẽ tham quan được. Bây giờ bọn mình đang đi tới vườn thú Safari đây. Đó, vườn thú Safari của tập đoàn Vingroup của Bác Vượng đây. Ở công viên thú Safari thì rất là hay ở cái là khi mà chúng tôi bắt đầu vào ấy thì sẽ có bộ tộc người da đen biểu diễn các cái vũ điệu nhảy múa như này. Đó, rất hay luôn đúng không nào.
Đó, và chúng ta sẽ có những cái tiền tip vào đây. Đó, có những tiền tip vào trong cái hộp như thế này để cho họ, để cảm ơn họ vì đã biểu diễn cho chúng ta. Và sau khi chào tạm biệt những người anh em da đen ấy, thì bọn tôi chính thức đi vào trong vườn thú safari. Tuy nhiên là ngày hôm nay mưa rất là to đấy, nên là chúng tôi quay không được nhiều cho lắm. Ở trong vườn thú safari này thì chúng tôi thấy là có khá là nhiều các cái con vật. Chúng ta có thể nhìn được hổ này, sư tử, nhìn được rất là nhiều các cái con vật hoang dã ở trong đó. Thì đây cũng là một cái điểm ấn tượng đấy. Rất tiếc là bọn tôi lại không được trải nghiệm đi bộ để mà ngắm các cái con vật hoang dã này. Đấy, chúng ta sẽ có 380 hectare ở trong cái khu safari này, thì trong đó là 300 hectare là chúng ta sẽ đi bằng xe ô tô, còn lại thì 8 hectare là chúng ta sẽ đi bộ để ngắm các cái con vật. Đấy, tuy nhiên là trời mưa quá to nên là thành ra là chúng tôi không thể ngắm được những cái con vật bằng việc đi bộ, rất là tiếc. Đấy, thì đây là cái điểm mà chúng tôi tiếc nhất. Và bây giờ thì bọn mình sẽ bước vào một cái nơi rất là hấp dẫn của Vinpearl, đó là thủy cung. Đây, đây là cái phần mà mình thấy là hấp dẫn nhất. Đây là đi ở bên trong cái đường hầm để mà chúng ta có thể ngắm các cái loại cá khác nhau. Đây, đường hầm ngắm các loại cá này. Đó, các bạn thấy không? Như là đi ở dưới nước luôn. Mà thực chất là đây là đang trên cạn, thậm chí là đang ở trên núi đây. Mà chúng ta có thể thiết kế được ra như thế này là mình nghĩ là cái chi phí nó rất là lớn. Đó, chúng ta đang đi ở dưới thủy cung đây. Đấy, con trai mình rất là háo hức kìa. Đó, trên trần này, trên trần này là những cái tấm điện, tấm điện nhân tạo, giả là mặt trời. Gia Bảo ơi, đi vào đây con ơi. Đó, đây thủy cung đây cho các bạn xem. Đấy, cá mập đây, cá mập này. Đó, thấy không? Ui, khá là lạnh. Đó. Wow. Tao từ từ con ơi. Con ơi phải chờ bố mẹ chứ. Con ơi phải chờ bố mẹ chứ. Đi ra đây con. Kìa, con đi đường hầm, con gọi chú Tùng cho ba đi. Anh chụp cho em với Gia Bảo cái nào. Ok ok. Bây giờ thì bọn mình đang ở dưới thủy cung và đang có một cái tiết mục rất là hay đây. Ở trên cái biển này thì họ có báo là lúc 15 giờ này là chúng ta sẽ có cái chương trình là xem nàng tiên cá đấy. Thì cái chương trình này là dành cho trẻ em và người lớn và đặc biệt là đàn ông. Đó, các bạn có thể thấy là rất là đông người đang ở đây để mà xem nàng tiên cá đây. Đấy, trẻ em ở đây này. Đó. Rồi. Rồi, bây giờ thì nàng tiên cá đã xuất hiện rồi. Thế là bố nàng tiên cá kìa. Đây là tiết mục nàng tiên cá đây. Đó, chúng ta xem tiếp tục là thịt cá. Đây gọi là vua thủy tề và hai cô con gái. Vua thủy tề và hai cô con gái. Đó. Rồi, mình phải dừng cái đoạn quay phim này lại để mình xem cái đã. Đó, quay để cho các bạn biết thôi. Còn đây là cái khu vui chơi, kiểu chơi game các thứ. Mình nghĩ là chủ yếu là dành cho trẻ em là chính thôi. Khu này là khu chơi trong nhà vì hôm nay cũng khá là mưa nên là bọn mình chủ yếu là chơi ở trong nhà. Đây, con trai mình nó đang chơi trò chơi máy bay ở bên trong này. Đó, đây cận cảnh trò chơi luôn để cho các bạn xem. Đấy, cái mô hình cái máy bay trực thăng như thế này. Đó, rất là nhiều trò chơi đây, kể cả những trò chơi vận động cho trẻ em nữa này. Đó, những trò chơi vận động cho trẻ em ở đây cũng có nữa. Đó. Anh Dương với Tùng ơi, có điều gì muốn nói không?
Bình thường à? Ok. Không. Tôi không chơi được mấy trò này các bạn ạ. Tôi sẽ cùng đứng đây quay cho anh em chơi xem như thế nào. Ở trong cái khu Vinpearl này thì có một số các cái trò chơi mà tôi rất là thích, ví dụ như là các cái trò chơi cảm giác mạnh. Thế tuy nhiên là khi mà lên các cái trò chơi cảm giác mạnh này thì thực sự là cái cảm giác nó khá là chóng mặt. Đấy, nó chỉ có mệt thôi, chứ còn ví dụ như sợ thì các bạn ngồi một lúc các bạn quen là các bạn sẽ không cảm thấy sợ đâu. Bắt đầu. Lấy đà. Bắt đầu rồi. Vui cực. Vui lắm. Chim bay. Vui cực kỳ luôn. Chim bay. Phê quá. Ôi, đổ xuống. Ôi, sợ quá. Ôi. Ôi rồi. Tung chân. Ôi dồi ôi, nó cao quá các bạn ơi. Tôi đổ xuống ngay. À, tung chân. Ngược đâu? À, chưa ngược. Lên. Bây giờ đi ngược, cái trò này bây giờ đi ngược này. Wow, xoắn não. Này chậm, đi ngược chậm hơn. Nó chỉ thả dốc thôi. Hết rồi. Ôi, phê đấy, quả ngang phê đấy. Hết. Nữa không? Sợ đúng không? Ở đây là mình đang ra một cái nhà hàng rất là nổi tiếng ở Phú Quốc. Đây, nhà hàng này có cực kỳ nhiều món luôn. Các bạn nhìn thấy không? Đây là ốc nhồi này. Ốc nhồi này cực to luôn. Đó, đây trông giống kiểu hàu này. Đây là món gì quên mất tên rồi. Đây là móng tay này. Đó, móng tay này. Kia là ốc hương kìa. Ốc hương ở bên trong kia kìa. Đó. Cái món này là món ốc tỏi à? Ốc tỏi đặc sản này đúng không? Cái món này là bên trong của mình là có những cái gì đấy nhỉ? Bên trong mình thì có thịt con ốc, còn mình thảm ướp gia vị sẵn rồi, là gia vị nó đã ngấm vô mình nướng. Mình nướng mỡ hành. Con này là bao tiền một con? Dạ, con này 60, con nó 50. Cái này 60.000 một con này, cái này 50.000 một con. Rồi. Rồi. Cá này là cá gì mà nhìn ngon này? Đây là cá bóp, còn đây là cá gáy. Cá bóp là cá này đây đúng không? Dạ. Cá bóp là cá này, cá gáy là cá này đúng không? Dạ. Cái là bạch tuộc. Cái này bạch tuộc, cái này kia là mực ống. Rồi. Cái này là hàu đấy à? Hàu phô mai đúng không? Đây là... Thế còn cái mà con chanh kia là nó là cái gì kia? Hàu ăn sống. Hàu ăn sống à? À, rồi. Càng cua kìa. Quá ngon luôn. Hải sản ở Phú Quốc rất nhiều món lạ. Những cái quán ăn theo kiểu ở Phú Quốc này thì khá là lớn, chủ yếu là dành cho khách du lịch, thi thoảng thì cũng sẽ có người bản địa vào đây. Đó, quán ăn thì nói chung là rất lớn. Và hôm nay thì các bạn có thể thấy là cái bàn này nó hơi trống, bởi vì cơ bản là hôm nay là ngày mưa, người du khách đến đây cũng không nhiều. Chứ còn bình thường là những cái quán như này là chật kín luôn.
Đó. Rất rộng rãi đúng không nào? Ở đây là mình đang xem vắt mật ong ở Phú Quốc. Đó, lấy ăn thử. Wow. Một cái này là được bao nhiêu lít đây? 1 lít. Vừa cái này là vừa tròn 1 lít luôn. À. Thơm quá, thơm quá các bạn ạ. Bây giờ bắt đầu ngửi mùi thơm rồi. Nó như kiểu kẹo kẹo. Đây, có đây là máy vắt này. Như mà cái bánh vắt nước cam hay sao. Thay vì dùng tay bóp bóp thì cần dùng máy bóp quay cho nó bóp. Cái đó là dùng lại trả cho bóp. Ok, người ta dùng quay quay ly tâm đúng không? Quay ly tâm để lấy mật ong. Cầm chai lên quầy đóng nắp tính tiền ở phía trên quầy. Xong rồi. Hết sạch luôn. Còn đây là một địa điểm mà chắc chắn là bất kỳ ai khi mà đến với Phú Quốc cũng phải qua cái địa điểm này rồi. Đây chính là cái nơi sản xuất nước mắm Phú Quốc đây. Các bạn có thể thấy là những cái thùng rất là lớn như thế này. Đó, và khi vào trong này thì cái điều đầu tiên mà chúng ta cảm nhận đấy là cái mùi nước mắm nó nồng nặc luôn. Mùi nước mắm rất là nồng nặc. Có những cái bình chứa nước mắm cực kỳ lớn như thế này. Và khi mà các bạn đến Phú Quốc ấy, thì khuyên các bạn là nên mua nước mắm cá cơm chứ đừng mua những loại nước mắm khác. Đó, ở đây thì chúng ta sẽ có một cái cốc để cho chúng ta có thể thử nước mắm ở đây. Đây chúng ta chấm vào trong cái ống hút này. Đó, xong sau đó thì chúng ta sẽ thử. Cái vị của cái nước mắm này thì mình thấy là nó tương đối là đậm. Vị đậm cũng như là khá là ngọt chứ không phải là mỗi cái vị mặn không giống như là một số những cái loại nước mắm khác. Rất ngon, nói chung là rất ngon. Và khi mà mua ở đây thì các bạn chú ý là chúng ta phải mua ít nhất là 15 chai nước mắm thì họ mới ship về những cái nơi xa, ví dụ như là ship về Hà Nội của mình thì ít nhất phải mua 15 chai trong một thùng, đấy nghĩa là mua một thùng thì họ mới ship về. Đấy thì hôm nay bọn mình mua 2 thùng, nghĩa là bọn mình mua hẳn 30 chai nước mắm luôn. Bây giờ thì bọn mình đang ở một cái khu tổ hợp khách sạn rất lớn, Premier Villa. Thì cái này là thuộc tập đoàn Sun Group. Bây giờ thì bọn mình đang đi thăm cái khu biệt thự Premier. Đường rất là đẹp. Chúng ta đi những cái con đường như này chúng ta thấy rất giống ở Hàn Quốc các bạn ạ. Cực đẹp. Cái này của Sun đúng không em? Ừ, những cái gì của Sun Group nhìn rất là tinh tế nhé. Ông thiết kế nào thiết kế cái đẹp chưa? Cái resort này wow. Bạn ơi, ở đây được bao nhiêu tiền một đêm? Ở đây á thì thường thường nó dao động là tùy loại phòng, tùy ngay vị trí là xung quanh khoảng mười mấy triệu một căn như này. Bốn mấy triệu một đêm đúng không em? Dạ. Một đêm. Đó. Ở đây chúng ta. Ở đây thì căn giá tốt nhất, nghĩa là giá thấp nhất thì sẽ dao động khoảng hơn chục triệu một phòng một đêm. Còn bình thường thì sẽ dao động khoảng 30 đến 40 triệu một phòng một đêm. Cực đẹp các bạn ạ. Bãi biển này trắng toát luôn. Các bạn thấy không? Đó, ở phía xa kia thì là JW Marriott ở đây này. Đó. JW Marriott kìa. Bãi kem là bãi biển đẹp nhất của Phú Quốc anh ạ. Bãi kem là bãi biển đẹp nhất Phú Quốc. Đây chính là bãi kem. Không, hai, chưa phải. Bãi kem ở bên kia. À, chưa. Bên những cái tòa nhà nhiều. Đây là hồ bơi tràn bờ đấy các bạn này. Đó, hồ bơi tràn bờ nhìn cực kỳ là đẹp mắt. Đó. Rất là rộng và chúng ta có thể bơi được xuyên qua. Đó. Cực đẹp. Đây là view mà chúng tôi nhìn ra biển. Từ Premier đây. Em đi, anh chị nên đi thêm cả quả. Đó. Nhìn lên trên đồi kìa. Anh Dương ạ. Nó có cần bờ biển không?
có bờ biển riêng. Nhìn lên trên đồi toàn biệt thự thôi. Rồi bây giờ thì bọn mình đang đi tới nhà ga để đi lên cái tuyến cáp treo kìa. Đấy các bạn thấy không? Cáp treo ở ngay đây rồi. Rồi mình sẽ đến nhà ga này. Đây là ga An Thới. Cái cách làm của ga này thì khá là giống như là ở đấu trường La Mã. Nhìn rất là đẹp luôn. Ở đây thì mình có mua thêm là 6 cái vé dành cho 6 người lớn. Thì mỗi vé trị giá là 500.000 đồng. Đấy, mua 6 cái vé này hết là 3 triệu. Và đối với cả trẻ con ấy thì mình nhớ không lầm là dưới 1m hay là 1m3 gì đó là sẽ được miễn phí. Đó, còn lại thì trẻ con bình thường thì là giá vé sẽ rơi vào khoảng là 400.000. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ đi thẳng vào cái ga An Thới này. Đi thẳng vào cái nhà ga An Thới này để mà chúng ta có thể lên được cáp treo. Ok, bây giờ bọn mình đang chuẩn bị lên cáp treo đây. Đây có thể coi là một trong những tuyến cáp treo vượt biển 3 giây dài nhất thế giới nào mọi người. Nhanh chân lên nào. Rồi, đó, chúng tôi đang lên. Okay. Hả? Đây, độ dài của nó đây. 7.899,9 mét. 8 cây số. 8 km. Bảo ơi, con lên ngồi với mẹ như thế. Hoặc là ngồi với chú cùng. Cái dây treo này vốn đầu tư là 4.900 tỷ đồng. 4.900 tỷ đồng tuyến cáp treo này. USD là... Bốn nghìn tỷ 200 triệu đô. 4.900 tỷ. Khoảng 200 triệu đô. 200 triệu đô. 200 triệu đô. Bạn em được cho 400 tỷ đô. Cực nhiều. 100 triệu đô à? Nhiều hôm nay nó bị lắc thế nhỉ? Không, bây giờ này. Đó, các xe bắt đầu khởi hành. Xe bắt đầu lên. Ôi, giờ này. Cái này đi nó mượt hơn so với Hạ Long này. Bởi vì Hạ Long nó dốc hơn. Thì đi cảm giác như... Không chỉ phải sợ, đó. Cái cáp treo của tôi là chủ cáp treo nhất thế giới. 158 đến 288 mét. À, cáp treo Hạ Long. Thế nên mỗi cáp treo của tầng này sẽ được phá một kỷ lục hết. Đây là trụ cuối cùng để chúng ta vượt qua và sau đó là sẽ đến được với Hòn Thơm. Và thực sự là tôi phải nói một cái điều là ngồi lên nhìn thẳng vào cái trụ nhá. Rất là sợ, cảm giác nó quá là to ấy các bạn nhìn này. Một cái trụ nó quá là cao, to. Dựng đứng lên này, rồi chúng ta sẽ đi ngang qua này, cái cảm giác này này. Như kiểu là chúng ta đang chuẩn bị hạ dân tự do này. Nhìn này, nhìn này, nhìn này, ui cực kỳ sợ luôn các bạn ơi, nhìn xuống này. Đó. Ồ, đó. Sợ quá. Thực sự là cực kỳ ghê luôn. Nhìn nó cao khủng khiếp luôn các bạn ạ. Rồi rồi, xong rồi, qua rồi, qua rồi. Và đây sẽ là bãi biển và lát nữa chúng mình sẽ đến Hòn Thơm và được tắm biển tại đây nè. Lát nữa sẽ cùng quay cảnh cho mọi người nha. Rồi đây chính là Hòn Thơm rồi. Đây chính là Hòn Thơm à? Đến chưa? Đây phải Hòn Thơm không? Đây chính là Hòn Thơm. Đây chính là Hòn Thơm luôn. Và đây là bãi biển tại Hòn Thơm. Chúng ta tí nữa sẽ tắm biển tại đây. Wow, bây giờ bọn mình mới về Hà Nội. Thực sự là cái chuyến đi Phú Quốc này bọn mình có vô cùng nhiều những trải nghiệm. Sau khi mà các bạn xem xong ấy, bọn mình ra Hòn Thơm để bọn mình có thể đi chơi ở bên Hòn Thơm ấy. Rồi buổi sáng ngày hôm sau thì bọn mình kết thúc cái chuyến đi này bằng cái việc là đi mua quà cho người thân đấy. Bọn mình ra chỗ mua hồ tiêu này. Ở Phú Quốc thì rất nổi tiếng bởi tiêu đấy. Xong sau đó thì bọn mình mua các gói bánh về sim để làm quà tặng cho người thân đó. Và mua thêm mật ong các thứ nữa. Thì đấy là những cái đặc sản ở Phú Quốc. Ở trong cái video thì có một số những cái món ăn rất là ngon của Phú Quốc, ví dụ như là bún quậy chẳng hạn. Thì bọn mình cũng không quay vào, chỉ đi ăn thôi, tập trung mà ăn đã. Đấy, tuy nhiên là trong cái chuyến đi này có một cái điểm mà bọn mình cảm thấy nó rất là hồi hộp. Đấy là bọn mình bị lỡ chuyến bay các bạn ạ. Thực sự là bọn mình đã bị muộn chuyến bay 5 phút và tí nữa thôi. Bọn mình phải ở lại Phú Quốc, vừa lên máy bay phát, máy bay đã có thể bay đi luôn rồi. Và rất là may mắn khi mà bọn mình chỉ cách cái chuyến xe buýt để lên cái chuyến bay đấy đúng 30 giây. Đấy, nghĩa là muộn 5 phút so với cái việc check-in tại sân bay. Đó là một cái cảm giác rất là sợ và hồi hộp của bọn mình. Và đến tận bây giờ khi về Hà Nội rồi, mình vẫn có một cái cảm giác nó sợ như vậy. Nói chung ấy là đi Phú Quốc có rất nhiều điểm
chúng ta có thể trải nghiệm đấy, chúng ta có thể trải nghiệm những cái resort cao cấp. Đối với những người có tiền thì chúng ta cũng có thể đi ra các quán bình dân để chúng ta có thể ăn này, rồi là chúng ta có thể đi trải nghiệm công viên thú Safari này, đi trải nghiệm Vinpearl ở phía Bắc đảo này, phía Nam đảo thì chúng ta đi trải nghiệm Hòn Thơm đó. Và muốn ăn uống ấy thì các bạn sẽ ăn uống ở thị trấn Dương Đông ở đoạn giữa đảo. Và nói chung là trong chuyến đi này thì thực sự là mình rất là cảm ơn Samsung đã hỗ trợ mình Samsung Galaxy Z8 cũng như là Samsung Galaxy Note 9 để đồng hành cùng với mình trong chuyến đi này. Đó, cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn, và cũng hẹn gặp lại Phú Quốc trong một ngày không xa.